Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng mấy em Thành, hai anh em thì đang trên đường sang thăm nhà chú Sinh. Đấy. Vợ bỏ hàng ngày đi nhặt ve chai. Hôm nay thì là Hoàng Hiền sang thì là trích tiền của các bác các mạnh thường quân mua hạt giống rau. Đấy. Tí nữa thì trồng cho chú Sinh một hướng rau để chú có rau để sinh hoạt và mua thực phẩm, mua chút thịt nấu cơm cho chú. Đấy. Còn hôm trước thì là mua trứng thì chắc là chú chưa ăn hết được, ngọ để mua 20 quả và 20 cân gạo cũng như là mì tôm thì chắc là chú vẫn còn. Quà của các bác các mạnh thường quân giúp đỡ. Đấy. Em đi lên cái quán giống rau ở trên này. Hạt rau lu bú các bạn 10.000. Chợ muối thịt. Và 50.000 tiền thịt. Rất ngon. Rau. Tổng 60k. Sang thăm chú Sinh. Chú Sinh thì các bác theo dõi video các bác thấy là chú bây giờ rất là cô đơn. Cô đơn lạc lõng giữa bao người. Cuộc sống vợ thì từ lúc bị tai nạn cái vợ bỏ. Em rẽ luôn đường vào xa. Vợ bỏ rồi có hai con nhưng mà vợ cũng không chăm sóc thì chú ấy không thể chăm sóc nổi. Đấy. Mổ bên đầu nó mất hết một nửa đầu như thế và cái sức khỏe nó cực kỳ yếu. Cũng như là không nhanh nhẹn nữa. Đấy. Tay thì cái bên toàn bộ tay trái với chân trái thì nó dại hết rồi, yếu hết rồi. Chỉ có bên tay phải này còn làm được một chút, đi lại được. Đấy. Đấy là cuộc sống nó khổ. Vợ con chứ nó có mang vợ bỏ đi rất là vất. Đấy. Nói chú Sính thì lại nhớ đến mẹ của em Hương. Đấy. Mẹ em Hương thì cũng mổ y hệt như chú Sính. Đấy. Cũng mất một bên một mảng đầu bên như vậy, hai người khác nhau. Nhưng chú Sính thì vẫn khỏe hơn mẹ em Hương. Khỏe ăn mẹ mưa bởi vì là chú Sính thì còn đi lại được, nhặt ve chai được, còn mẹ em Hương thì là bên tay trái em sang đò đi đò dòng sông bên này. Đấy. Còn mẹ em Hương thì là không đi ở chút nào, giờ chỉ là nằm đâu nằm đấy thôi. Hoàn cảnh rất khó khăn. Chú Sính này hôm trước thì là Hoàng Hiền cùng với mấy anh em, chị gái anh Thảo, anh Tuân sang phát vườn giúp cho rồi. Hôm trước thì là đốt rồi nhưng mà nó cũng chưa khô, chưa cháy được hết. Hoàng Hiền bảo chú hết này, đợi nó khô xong rồi đốt, không biết là chú đốt chưa. Anh sang nếu mà ông chưa đốt thì là mấy anh em cũng sẽ giúp chú cái là đốt, khô một tí đất. Gieo chú một ít rau lu bú, đậu cải cho chú có rau để sử dụng. Còn thực phẩm thì là các bác giúp tiền đây thì hôm nào Hoàng Hiền sang thì Hoàng Hiền sẽ mua cho chú. Nhà chú Sính như là từ cái video hồi trước Hoàng Hiền đã báo rồi, có cô Thắm ở Biên Hòa Đồng Nai gửi cho nhà chú 1 triệu. Có chú Hợp ở Lào Cai gửi cho chú 500.000. Có chú Dương Quốc Hưng ở Hà Nội gửi 200.000. Có cô Giấu Tên ở Hà Nội gửi 500.000. Và có cô Linh ở Đà Nẵng gửi 1 triệu.
trong đó thì là 600.000 để thuê phát vườn, 200.000 để mua thực phẩm hôm trước ăn cơm cùng anh em. Xuống mày xuống đó à, quanh vào nhá. To thế, bằng bờ các bác. Đấy, mọi lần đánh cá anh kia bà gái hay bắt ốc, đúng mỏm bắt ốc trai trai của bà gái đãi trên kia. Giờ là hết thời bắt rồi, bà gái thất nghiệp. To thế, vừa mấy hôm nào cạn lội sang sông được, giờ lội chịu. Wow, trời đẹp quá các bác ơi, cánh đồng mênh mông rộng lớn à. Vừa qua đò rồi, anh em đi được khoảng chục phút, đang vào gần nhà chú Thính rồi. Đi thẳng à, sang ở chú Xính này ngại nhất là cái việc đi đò, đợi đò mất nhiều thời gian, hôm nào mà có việc gấp thì đi đò này nguy hiểm lắm, mình không chủ động được thời gian, muộn đò là chắc chắn. Đi ngõ trên này rẽ tay phải nhé. Chú Xính ở Hoàng Hiền sang mừng lắm, phấn khởi lắm. Đây em rẽ đây. Rẽ tay trái. Đi đất này, đường đất. Thành ngay lần đầu với thành là chú Sinh. Ra này. Sang gần đến nhà chú Sinh nhỉ. Biết chú có nhà không? Đây là đi nhặt ve chai. Chú Sinh này một là nhặt ve chai, hai là đi bẻ ngô thuê hay làm gì đó. Họ chỉ nuôi cơm, họ không trả tiền. À. Đây rồi. Ồ, ông Sinh đây rồi, ràng nước thôi. Ơ, à, xin chào chú Sinh. Ôi dồi ôi, xin chào chú Sinh, ràng nước thôi. Chú làm gì ở đây? Nhặt ve chai. Nhặt ve chai á? À, đang với cái đấy này à? À, ôi dồi ôi, ràng nước ơi, được nhiều không chú? Mấy cái này người đi đâu đây nào? Đây. À, nhặt về để bán. Vừa đi từ sáng à? Đi sáng. Ôi dồi ôi. À, chúng mới cắt tóc à? Cháu nó lấy kéo nó cắt cho, cắt. Nó bỏ rậm quá chú ạ, để cháu cắt bớt đi cho nó. À. Nó quang. Cắt này sáng sủa đấy. Cắt, đứng. Chú cắt từ bao giờ? Cắt hôm kia. Cắt hôm kia á? Cháu lấy kéo nó cắt ra. À. Rồi. Sáng chú ăn gì chưa? Sáng này chú ăn ít mì rồi. Mì chú rồi gì? Mì hôm cháu mua còn không? Còn ạ. Còn nhiều không? Còn nhiều. À, gạo còn không? Còn. Gạo còn gì? Vẫn còn. Trứng còn không? Trứng vẫn còn. Trứng vẫn còn à? À. À, được rồi. Hôm nào hết thì cháu lại mang sang cho nhé. Rồi. Ồ, đang nhặt cái chai đây. Vật quá. Thế chú là sức khỏe nào? Có đau đớn gì không? Thời tiết nó thay đổi thì đau. Đau à? Nó đang bảo cháu nó cạo nó cho cả cái râu đi. Cạo cho nó ấy. Hôm nay chả có râu cạo. À. Đây chú Xính này các bác à. Chú ấy bị tai nạn này, xong rồi mổ một bên nó lõm hết. Nên nếu mà các bác mà không có tóc thì nhìn nó sẽ lõm xẻ một trong luôn. À. Đấy, lõm hết rồi. À. Đấy. Có tóc nhìn nó che hay được. Đi trong về nhà đi. À. Cháu mua hạt rau. À. Sang trồng cho chú. À. À. Rau cải, rau bú. Mấy thịt cho chú. À. Nhá. Đây, để xe. Ôi, đi cháu cầm luôn. Đây chú ngồi luôn lên xe thằng Thành này. Ngồi luôn lên xe.
Ôi. À, tôi gần về nhà các bác. Đoàn trên nhỉ? À, chú Xính này vòng vèo hết đi về bên này. À, chú với cháu mà không có cách cái sông là rất gần đấy. Đấy. Cách sông rồi đi đò xa quá. Đây đây đến đây đến rồi. Cho xe trong luôn, Thành. Cho xe vào nhà luôn. Nhà chú có cuốc không? Có. À có cuốc thì được. Đấy, đây này. Xuống xe làm vất. À, đấy, phát quang đã hết rồi, được rồi. Ai à? Chú có lạc ở đâu đây? Qua đi Nhật đấy. Nhật ở đâu? Rồi người ta rơi vãi mình nhặt đấy. À trời mưa qua nó nổi lên gì? Nổi mình ra mình nhặt về để thôi để ăn. Ừ được được. Giờ này sạch sẽ ghê nhỉ? Từ hôm dọn sạch sẽ giờ là ok đấy. Được được, chúng mở cửa đi. Ừ. Tiếp tục phát huy nhá. Ăn nổi sạch sẽ là được. Vâng. Nước rột này. Chú bị vỡ mấy tấm? Một tấm này, hai tấm này, ba tấm. Mấy trong này một tấm nữa là bốn tấm. Được rồi, hôm nào cháu sẽ mua tấm lợp sang, không thì cháu nhờ người thay cho chú nhá. À, đỡ rột nhá. Ừ. Chú mở cái cửa này ra được không? À, đây cửa sổ đúng không? Ôi dồi, thế cái này quần áo này có dùng không? Có đấy, các cháu cho vẫn để dùng. Cái nào Thành vào đây Thành ơi. À, thế thì chiều chú xem cái nào mà chú không dùng nữa thì chú bỏ đi nhá. Đấy. Thôi cải cứ để cải chú Thành. Được rồi, cải chú ấy. Ừ. Cái nào không dùng thì cho hết ra. Kiếm gì mà nắm chai lọ này. Chai thủy tinh nhà ai mua. À. Chân cái này chú để làm gì đây? Những cái giấy bạc này để làm gì đây? Nhặt về đấy mình bảo nó mưa thì đậy. À, cứ cho nó sang cái nhà để đồ cái này. Rồi, rồi. Nó để nó thoáng cái nhà. Giấy túi bóng bỏ hết đi, quang đãng đi. Đấy. Quần áo nào mà không dùng thì cho hết rồi bỏ đi. Cái nào dùng thì dập gọn nó mà. À. Đây sang để Thành nó trồng rau. Cũng trồng rau rồi chú, rau ăn. Có gì chưa? Quần áo cũ. À. Cái đủ rồi chú mới đánh nha. Vừa trồng sáng à? Đánh ra trồng. À. Đây Thành mình trồng cái loại này Thành. Cuốc một tí nó trồng nó thú gieo một tí rau này. Gạt gạt mấy cái này. Đấy, nó sạch sẽ này, nó quang đãng này, nó đỡ rắn. Cái này nó nắng to chú đốt đi. Cái đống rác này. Đây Thành, ra ra bên này. Ra ra đi. Em cứ cố đi. Đấy. Nằm một góc quá. Không, tí gieo luôn, không vấn đề gì cả. Tí nó cỏ nó nhổ ấy luôn, nó sạch có gì đâu. Được. Đấy. Đấy nhanh nhớ là đây nào nắng này. Nào nắng nhá. Mang bật lửa đốt hết đi. Ô cái cây này tưởng sống mà nó cũng chết này nhờ. Này đội đá cơm nhiều nhỉ. Ừ. Đá bé nhiều. Chú Sinh đứng ở đầu này cũng tuột. Tuột phát này. Toang ấy.
Thế hôm qua chú đi nhặt lạc à? Hôm qua anh nhặt lạc. Nhặt mấy bãi? Đi nhiều ấy, 3-4 bãi. 3-4 bãi à? Nó củ là nó rơi vãi ra, mưa nó dọi lên nên mình nhặt. Mưa nó nổi lên gì? Anh chủ nhặt về phơi khô rang muối. À, nó rang muối ăn đấy gì? Đi gieo rau lên lộ hơn tuần thôi là chú có rau chén rồi. Đấy, nhổ ít cho vào luộc. Nó có chất sơ. Rau sạch mình trồng. Còn thực phẩm nào hết thì gọi cháu cho lại mua cho chú nhá. Chú có xem video em này chưa? Chưa. Chỉ xem video bắt bò cho bà gái thôi à? Thế không, chú xem tivi nhà ai? Đằng em đi bên sông hôm đi làm ôm lúa thuê rồi đó. Ôm lúa thuê à? Tận đâu? Bên sông đào cơ, cách đây kênh, 2 cây. Qua kênh đào cơ à? Qua kênh đào. Đường xuống Phú Bình đấy thì? Đấy. Nghỉ ăn cơm trưa thì nó mở ra thì đi biết. Em họ, em ruột. Em họ. Em họ à? Ôm lúa thuê à? Ôm lúa thuê. Giả chú bao tiền? Ăn cơm trưa xong rồi tối giả gạo mang về ăn. Cho bao nhiêu gạo? Cho một ngày đi. Đấy, cho một yến. Cho một yến à? Có mời ăn cơm cho yến gạo gì? Rồi. Ôm lúa à? Ôm lúa. Không gánh được. Chủ yếu không gánh được. Thì ôm thì ruộng lên bờ cho nó. Mà chân tập sảnh này ôm được à? Vẫn đi được đấy. Phải cố. Cố ôm được hết à? Ôm ít một. Ít một à? Ok. Ít một à? Cái cuốc này ai mua chú đây? Mới ghê đây. Cuốc này á? Ừ. Chú mượn đấy. Mượn á? Mượn nhà ai? Mượn ông chú bên cạnh. Ông ấy chưa đòi à? Chưa. Ừ. Hôm nào ông làm thì ông mới lấy. Đấy đúng rồi, em cứ giấy hết cái đấy cũ đi. Tí chỉ cần sới nước mỏng trên là được. Em xính thì có 2 cây lúc nác. Cái này, hoa này ăn ngon. Đấy, mà cái quả của nó ăn ngon. Chưa thấy có quả. Mới ra. Năm nay bói à? Đấy, năm nay mới ra hoa, mới chùm. Trước cây xì này là dễ nó mới... À đây là cây xì à? Đấy, cắt đi vậy. Bỏ đấy chứ nhà đổ rồi. Chú bán cho ai hay là như là hay cho ai? Cắt thì củi thế này xong rồi dưới em nó bảo để đuổi gạo cho nó để nó về đây lên nấu. À thế là đây là cây si. Xong rồi cắt đi sợ đổ vào nhà. Xong rồi đứa em là lấy cây xong rồi cho gạo. Đổi gạo. Mà mày làm củi à? Nhưng cái này giống này nó sống dai lắm. Cắt đấy nhưng mà dễ nó vẫn đang lên. Đốt. Lựa lựa thằng nhé, lựa đá gạch lựa bậy. Đó chỉ cần thế thôi, không cần sâu quá đâu. Đi đập đất nhỏ mà là mình rác được. Mùa này là mùa rác rau này đấy. Đúng rồi. Rau nó bú này, họ đang mua rất nhiều. Bảo là ông muốn năm trồng rau thì nó không có sâu. Đây họ trồng bãi ngô, họ rác đầy cái này. Cắt vào bãi ngô đấy. Thu hoạch. Đúng không? Chú đi nhặt ve chai chú gặp không? Có. Mình chả có ruộng mua một lạng rác vào đấy xong đến vụ nó tốt nên nhổ đi bán được. Đây mua 10.000 này. Chú có bia bán biết tính toán không? Biết không? Nhiều thì không tính được như 10.000, 20.000 là tính được. Ít là tính được đúng không? Tính được. Xính giờ chú yếu rồi. Không được nhanh nhẹn như ngày xưa. Chậm chạp. Tới phết này nhỉ? Hay quên. Lúc nhớ lúc quên. Đầu đi nhặt ve chai là ngồi đâu nghỉ mát xong rồi bỏ mũ ra cho nó mát thôi là về lại đứng dậy là quên mất. Mà không nhớ mũ nữa. Không. Lại quay lại nhặt. Lại phải quay lại đi tìm. Đôi lúc thì cứ ngã ra đúng không?
cho nó ảnh hưởng thần kinh ấy. Đau đầu quá, nắng quá là đau đầu không chịu được. Vâng. Vì cái này tháo hết xương rồi, còn mỗi ít tóc mới ra thôi. Mới là cái lão. Trong là lão thôi. Giờ chúng mà ảnh hưởng ở trong đấy là nguy hiểm đấy, nguy hiểm. Không có cái bảo vệ nữa rồi. Đi rất cẩn thận nhé, phải đội mũ cứng ấy, chứ đi không may ngã cái que hay chọc ở đây cái này. Là đứt đấy. Là đứt. À, đứt chắc chắn luôn đấy. Vừa qua lớp da là lão luôn mà. Như thị này, qua lớp da là đến lão Hà Nội. À. Có xương đâu. Đúng rồi. Mất hết bộ xương rồi. Ngày xưa bác sĩ bảo nếu không có điều kiện ghép lại cái xương cũ của mình thì ghép cái xương titan. Ừ. Mất mười mấy triệu nhưng mà hoàn cảnh điều kiện chả có tiền này, thôi kệ nó. Ừ. Thế là chúng có giống hệt một cái cô mà cháu vừa quay ở bên Thượng Đình. À. Cũng giống hệt như chú ấy. À. Cũng mổ như chú. Cũng bị lõm một bên giống hệt như bên chú. À. Mổ xong là toàn bộ bên tay trái với chân trái là dại hết. Đúng rồi. Cũng giống như chú ấy. Lúc trước chú về chú đi dép đâu. Không đi dép à? Trên đất tôi đi dép được hai bước thì nó rơi đâu dép mất. À. Cái tay này không làm ăn gì, tay trái không làm ăn gì cả. À. Mùa đông mà tắm mà đun nước nóng, tắm này không mặc được áo, không mặc được quần. À. Phải ngồi xuống đất thì mới mặc được. Ừ. Không xỏ được cái chân trái với tay trái này. À. Kiểu nó như liệt. Ấy. Đúng rồi. Mùa đông là nó ấy hơn đúng không? Tây hơn đúng không? Tê hơn. Ừ. Tay này to hơn. Tay phải vận động được. Tay kia là yếu đúng không? Ừ. Đuối, đuối hơn. Ừ. Từng người rau chúng ăn thoải mái luôn. Chỉ ăn tiệt bô. Cái dây này, nọ cái dây này phát vất này. Nếu mình nhìn tưởng nó chết rồi, nó chưa chết đâu nhá. Nó vẫn tươi ở dưới nhá, thành nó quốc gia mình thấy nó vẫn tươi nhá. Ờ, chú không đốt rồi nó lại lên đấy. Đốt, không vào đốt. Khả năng hôm nào mà nó lắng thì chú cho cái giải, chú giải đều cái này ra ngoài này. Đúng rồi, đốt. Chú đốt cho nó cháy chết cả cái gốc này đi này. Bởi vì nó cây cây nó cháy thì cái này nó sẽ cháy, nó sẽ chết. Đấy, còn nếu không thì là nó vẫn lên. Nó lại lên. Đấy. Còn nếu chú mà yếu thì chú cứ làm đâu mà làm. À. Hôm nào cháu sang thì cháu lại nhờ anh em mà sang là giúp chú. À. Nhá. À. Nhưng mà về chú yếu chú làm tí chú ngất đấy thì chết. Nhá. À. Ừ. Nghỉ ngơi. Làm đâu mà làm. Bởi vì bây giờ thì cái lão của mình nó không được như bình thường đâu. À. Ngồi lắng lên cái chỉ làm được một lúc mát sáng thôi chứ còn 9 giờ là thôi chịu rồi. Ừ. 9 giờ nóng hết ung hết đầu rồi là đi vào tìm chỗ mát để ngồi. Vâng. Không á, giật lại ngăn quay ở đấy ngay. Ờ. Đấy. Nhiều lần ngăn ra đúng không? Nhiều lần đi làm thuê cho người ta hốt, người ta bỏ bế vào trong mát xong không dám thuê nữa. Đúng rồi. Tự ngã ra, tự lăn ra đấy, có khi còn nặng quá còn tùa luôn đấy chứ. Tôi biết tùa gì không? Đúng rồi. Biết tùa gì không? Tùa là tỏi. Tùa là tỏi. Tiếng Mông tùa là tỏi đấy. Đúng cái luôn rồi đấy, tiếng hâm bông ấy, tua là tỏi đấy. Ông sĩ biết tua là tỏi đấy. Tiếng Mông thì ít va chạm nhưng tiếng Tày thì ngày xưa đi làm nhiều biết. Ngày xưa đi làm á? Chú làm đâu? Làm trên Bắc Cạn. Làm Bắc Cạn à? Ngày xưa là chú làm cái gì đấy? Khỏe quán này đi làm ấy đấy, đi làm xây à? Làm xây ấy, đi làm kéo đường điện, cột điện đào ấy. À, đào cột điện, đào kéo cột điện. Điện ấy. À. Trên Bắc Cạn rồi? Ừ, 37 Bắc Cạn. 37 à? Chú làm bao lâu trên đấy? Làm được mấy tháng ở trên đấy. Mấy tháng trên đấy à? Ừ. À. Lúc có khỏe chưa bị tai nạn cơ? Ừ. Đi mình đi với ai? Đi anh em rủ đi làm cùng ấy. Ờ. Ăn ở cho nên luôn. Ăn ở đấy. 37 Bắc Cạn. Ừ. Ờ. Ăn cơm này gọi là kiên khẩu. Kiên khẩu à? Dân đấy là tiếng Tày. Ừ. Uống nước là kiên lậm. Kiên lậm à? Chè là kiên lậm trà. Kiên lậm trà. Còn uống rượu là kiên lẩu. Kiên lẩu à? Kiên lẩu hay kiên khẩu? Kiên lẩu là uống rượu. Kiên lẩu à? Ừ. Nhưng mà cấm được kiên lẩu màu. Kiên lẩu màu à? Kiên lẩu màu là say đấy. Kiên lẩu màu là say rượu à? Say rượu. Ông Sánh này vẫn nhớ phết đấy. Nhớ. Ừ.
Nghe lúc bình thường thì nhớ. Đấy. Nhưng mà lúc yếu thì mình kiểu là nó tác động, nó kiểu thay đổi. Nó thay đổi này này. Ừ. Không nhớ được thì. Chú Xính này các bác nhìn các nét thì giống em Hùng nhà bà Lý không? Mọi người thấy rất là giống, nét giống em Hùng nhà bà Lý. Đấy. Cũng cái dáng người như này. Cái khuôn mặt cũng như này. Đấy. Đúng giống em Hùng nhà bà Lý mà em quay video ạ. Đấy. Ở đốt đến đấy được rồi Thành ạ. À. Mà ok rồi. Thôi để hôm nào đốt xong lại tranh thủ mát rẫy thành gạch gieo hết cho mấy như gạch đây. Chỗ này nó nhiều rễ quá. Ừ. Rễ giữa chỗ này này. Đất đây chúng mà muốn gieo nữa cho lại mua xăng mà gieo. Thôi cứ thế thôi. Tạm thời đấy còn phải chăm bón này. Cái này chỉ cần tưới nước thôi. Tưới nước đi để sau đó lên mình để lấy do vào vãi do. Ờ do thì đơn giản, đúng rồi. Đừng có cho phân ấy nhá. Phân mục. Không. Phân lại. Không. Đừng cho. Rau này ăn chỉ cần rau nó bú này chỉ cần tưới nước và cho do như là được. Cho nấu của mình thôi. Đừng có cho phân nhiều ăn ghê lắm. Nhiều nhà họ tưới cả nước dại vào ghê chết. Ăn mồm. Ăn nó mất vệ sinh. Đúng rồi. Không được cấm được vãi phân tươi, tưới phân tươi. Đúng rồi. Đấy. Chú có thì chú cho do kia được rồi nhá. Cái này nó cần gì cao sang đâu. Rau nu bú này. Lên tốt nù ngay. À. Có mua mấy nghìn tiền đạm mà nó tết. Ừ. Mình dấy cái này Thành ấy. Cho cái rìa em dấy cho cái rìa nó tung cái rìa ấy. Ấy rồi. Ờ, à, dọc rìa nó vuông vuông. Đấy. Đánh rau dọc kia Thành ấy. Rau dọc kia. Đấy cho nó gọn gàng hết cái rìa ấy mà. Nó lan ra. Đá rất nhiều. Ừ. Nhiều mấy hôm nó mọc lan nó ngay. Ừ. Lan vào. Nó thời tiết nó báo là bắt đầu lắng ấy. À, lắng lên khô cái là chú kéo cái đống ra đây chú giải đều chú đốt. Ừ. Tránh ra mấy cái bưởi ra là ok ok. Đốt thì nó mới cháy được hết cả gốc. Đúng rồi. Đốt thì nó mới không lên được. Ok. Hết cả cái nấu đằng kia. Ừ. Đấy quén nó gọn ngon 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 tí. Xính ngồi nhìn thương các bác. Đầu mõm mình bêm. Hôm nay cháu sang nhá. Thì như hôm trước cháu báo với chú ấy là có các bác gửi tiền cho chú. Có cô Thắm ở Biên Hòa Đồng Nai gửi cho chú là 1 triệu. Đấy. Có chú Dương Quốc Hưng ở Hà Nội gửi cho 200.000. Có một cô giấu tên ở Hà Nội gửi 300.000. Nhá. Và có cô Linh ở Đà Nẵng gửi cho chú 200.000 để mua thực phẩm. Nhá. Đấy thì đấy là tổng tất cả các bác giúp cho chú tiền. Thì cháu đã ghi chép và cụ thể rồi. Đấy, hôm nào chú hết thực phẩm thì chú cứ gọi cháu thì cháu lại mua cho chú. Nhá. Hôm nay cháu sang thì cháu mua hạt giống rau cho chú. Và mua thịt. Đấy, thịt là 50.000, hạt giống rau là 10.000, tổng là 60.000. Đấy. Thì chú vừa thích ăn luộc thì Thành nó đang đi ăn luộc cho chú rồi. Tí thì chú ăn cơm. Nhá. Ừ. Giữ gìn sức khỏe. Đấy, xong thì đây những cái này này, những cái này là cái nào mà cần dùng thì dọn hết cho bà tải treo vào một góc. Không tí để thằng Thành nó giúp cho. Không được, cái này chú làm được. Tự làm được cái gì? Làm được. Ờ, ok. Đầu chiều chú cho loại quần áo mặc thì riêng ra. Thế còn cái quần áo bỏ thì cho bao tải xong rồi buộc dây treo trong kia. Nó đỡ vướng. Bỏ thì cũng bỏ luôn đi cũng được. À. Hôm nào các bác đang liên hệ với cháu là gửi đầy quần áo cho chú rồi. À. Nhá, nên là không lo thiếu quần áo đâu. À. Cái nào nó cũ, nó rích, nó ấy quá rồi thì chú bỏ hết đi. À. Để cái nào mặc lại thôi. Nhá, cứ yên tâm là quần áo đầy các bác gửi đầy. Đúng rồi. Nhá. Ừ. Đấy, giữ gìn sức khỏe nhá. Ờ. Mình cứ sang đây mình thấy ông này khéo chỗ này. Ông ấy tự nhặt cái mực ở màu của trẻ con ông về ông ấy tự viết vừa rồi Tết vừa rồi. À. Xuân Quý Mão 2023 thịnh vượng, vẽ cây. Vẽ cây này ý nghĩa gì đây? Thông Noel đấy. Cái thông Noel à? À. Ờ.
Vẽ thông đây thông đuôi ăn. Nhìn lại tưởng hoa mai. Không phải. Cái thông có phải vào dịp Tết đâu. Đáng chú phải vẽ cây hoa mai hoa đào chứ. Hoa mai hoa đào. Đây là lấy bút che lấy ấy ra chứ có phải bút vẽ đâu. Bút vẽ thì mới vẽ được hoa. Nó kiểu là ý nghĩa trong suy nghĩ của mình ấy. Trong suy nghĩ của mình nghĩ là cây đấy thì nó là cây đấy. Hoa cảnh là thân thì xanh và hoa vàng. Ở đây ông này cũng biết đấy. Được, ok. Cái phân loại hết đây. Cái nào mà mình mặc thường xuyên ấy thì mình để ra là mình mặc. Còn cái nào mà mình không mặc thường xuyên mà nó cũ quá rồi thì vứt gọn cái dòng bỏ cái đốt đi. Cái nồi cơm này là ai cho chú hay chú mua đây hay như nào? Nồi cơm này. Cháu ngoại cho à? Bên ngoại. Cho cậu. Cho cậu cái nồi. Cậu đỡ phải nấu tay. Nhóm nữa. Cậu này ăn có mơ mà cho cậu cái đồ bé nữa mà như con không có đồ bé đâu. Con chỉ có loại này thôi, bé hết rồi. Không có. Thôi cái nồi này cũng được. Nào mà mình có nhiều người thì mình nấu thì nó tiện. Nồi bé thì mỗi mình chú phục vụ. Mừng tuổi cậu thì bằng tiền cũng thế như cậu tiêu hết rồi không. Không mua được son cho mừng tuổi cái son. Mừng tuổi bằng ấy à? Giá như bằng 520.000 cái son à. Tết à hay như nào? Đầu năm vừa rồi, Tết, ngoài Tết ấy. À ngoài Tết vừa rồi gì? Son mới à? Son mới. Nhà chú Xính là cái bờ nó bị nứt. Bờ nó bị nứt. Nhưng mà cũng may là xây được một cái trụ ở đây. Đây là cái trụ ở đây thì nó giữ lại được cái khoảng này. Nếu mà nhà chú mà không có cái trụ này nó sẽ bửa ra từ đâu rồi. Cũng may là có cái trụ đấy là ok. Ai cho nhiều áo trắng ghê này. Cháu cho à? Mùa này chú có đắp chăn à? Không. Nó để chăn này. Để gối đầu. Gối đầu á? Nó có nào mặc thì để ra ngoài giường kia. Có nào không mặc thì cất gọn. Xính này quá vất. Chú ý luôn luôn là mang cho mình một cái nỗi buồn sâu thẳm mà các bác theo dõi video các bác cũng có thể cảm nhận được. Đấy. Không phải là cái nỗi buồn là hiện tại là nghèo đói vất vả mà một cái nỗi tủi thân rất lớn của mình đó là người vợ của chú. Đấy. Có lần chú cũng chia sẻ với Hoàng Hiền, lúc Hoàng Hiền tắt video rồi. Những cái lúc khỏe mạnh thì rất yêu thương nhau. Đấy. Rất bình thường, tình cảm thì mặn lòng. Nhưng mà khi mà sức khỏe nó không còn nữa, không may bị tai nạn thì lòng người lại thay đổi. Đấy. Con tim nó đổi thay. Từ đó nó khiến cho chú mất rất nhiều niềm tin trong cuộc sống các bạn. Đấy. Mất rất nhiều niềm tin. Buồn lắm các bạn. Nỗi buồn ấy thực sự là một người đàn ông thì thực sự là nó quá lớn rồi các bạn. Nó không phải là đơn giản. Đấy. Cái lúc mình khỏe mạnh, chú chinh chiến, chú buôn ba khắp nơi làm ăn, đi Bắc Cạn, đi các nơi làm ăn, kiếm tiền về nuôi vợ, nuôi con. Đấy. Ở nhà. Đấy. Nhưng mà khi mà không may như vậy, vợ rứt áo ra đi, thực sự nó xót xa lắm các bạn, không hề đơn giản một chút nào. Đấy.
càng tủi thân hơn khi mà bây giờ chỉ có một mình ở trong cái ngôi nhà nó lụp xụp như này mà sức khỏe thì không có, nghĩa là lực thì bất tòng tâm đấy, muốn làm các thứ nhưng mà không thể làm được bởi vì sức khỏe nó như vậy rồi đấy, thì không thể nào mà làm được đấy. Đây chú Xính này, đây những cái này chú cho hết trong cái cho ra ngoài đi, bỏ cái này chôm gì đây? Chôm này để đựng ấy đấy. Đựng gì? Đựng gạo. Thế thì chôm đựng gạo thì để lại cũng được. Đấy còn những cái đấy cho ra ngoài, cái kia nữa, mấy cái kính như đấy xong để quét gọn này đi. À, hôm nào cháu liên hệ bên phía Sơn thì cháu sẽ nhờ anh em sang là Sơn giúp chú nhá. Đấy, hôm nào là sang sửa cho thay mấy cái tấm này đi. Đấy. Mất 4 tấm vỡ nên là sơn lại nhà cho sáng sủa nhá. À, cho nó đẹp ngôi nhà, cho nó quang đãng, cho ở cho sạch sẽ. Đấy. Cái đấy đêm nào chú cũng dọn cả trong đấy đi nhá. Để cho bảo anh em sơn cả trong đấy cho chú. Nó sáng hết. Đây chứ hai vợ chồng ngủ đây đúng không? Đấy. Phòng tân hôn này đúng không? À, giờ thì chỉ còn mình ta với ta thôi. Cuộc sống đúng không? Buồn, lúc nghĩ nó cũng chán rồi. Chán lắm. Đúng không? Những lúc chú tâm sự Hoàng Hiền, hôm mà Hoàng Hiền tắt video, vừa nói vừa khóc, rỉ nước mắt ra. Rất tình cảm đấy các bạn. Không phải đơn giản. Số phận mỗi con người. Đúng không? Không biết trước được điều gì. Đây này, cài chỗ này nhá chú Xính nhá. À. À. Cái tủ này chú để cái gì đây? Cháu không có cái gì đâu. Không có gì à? Cái cũ này hôm nào cũng bỏ ra ngoài đi. À. Để làm gì đâu? Để đây nó chả là giải quyết vấn đề gì ấy. Nó quang đãng hết hiểu không? Đó. Chó hết ra, để toàn đồ linh tinh gì đây. Rất chịu khó đi mưa thì nhặt lạc đấy các bác, mưa này bà con nhổ lạc xong thì là nó những cái củ đứt đấy, bởi vì là trời nắng thì họ nhổ thì là những cái củ đứt thì nó mắc ở lại ở dưới nó chưa lên được, nhặt lạc về phơi rang muối lạc ăn củ chắc phết đấy. Đây chắc lạc trắng, đúng, lạc trắng. À, đây các bác ơi, có ảnh nhà ông Xính này. Chú Xính ơi, đây là vợ mấy con đây à? Đấy. Đây chú có mấy người con? Chú hai người thôi. Hai à? Dưới đây có ba đứa. Đấy, cái cháu bên vợ. Cháu bên vợ à? Hôm sinh nhật cái thằng con thứ hai thì sao? À, đứa cháu là đứa lớn hay đứa bé? Đứa lớn. Cái đứa mà chỗ này mồm đây gì? Đấy. Áo trắng đây gì? Áo trắng đấy. Còn cái đứa hai đứa bên đây là con chú đúng không? À, đây và đây. Đứa em là con trai à? Trai. À, một trai một gái. Vợ đây à? Đấy. À, đây là dung nhan vợ chú Xính. À. Người đại tư à? Người đại tư. Dân tộc gì chú? Dân tộc Kinh. Người Kinh à? Kinh. À, đại tư Thành Nguyên. Quê bà ngoại sinh ra vợ là trên đại tư. À. Thế còn vợ thì thực tế lúc mới lấy nhau đấy là ở trên ngã ba Bắc Nam. Ừ. Làm ăn đấy à? Làm ăn ở đấy. Ờ. À. Ở thuê đâu gì? Ở thuê đấy. Thuê ừ. Nhà ở. Không làm thuê đấy. Ờ. À. Ông Xính sang chậu các kiểu. Một là hứng nước mưa các bác. Hai là cho đây kiến nó đỡ bò vào. Đây nhiều kiến. Bao lâu này con chú cho đi học à? Bao lâu của con phải không? Trước bé đi học đấy. À, vẫn giữ lại làm kỷ niệm à? Ừ. À. Vâng. Ôi, dọn dẹp hết cho nó gọn gàng, ngon nghẻ. Ông Xính nhà cửa gọn gàng hơn. Khu này sang là thấy giữ nguyên được như hôm nọ là ok đấy. Ừ.
vừa đi hái chú sinh nắm rau để cho chú có rau xanh rau trắng. Ai chào đánh rửa nhá. Thành xem thịt được thái chú. Đánh sạch nhá, giờ chú mới ăn ở sạch sẽ mà nhá. Như ngày xưa đâu nhá. Bát đũa là ăn bữa nào xong rồi rửa luôn. Nó sạch sẽ. Đừng có để như lần trước. Chắc nhá, ngã đây nhá. Lộn cổ này chết đấy. Đấy, rồi biết sạch sẽ rồi đấy. Rửa ấy, cái thứ là ngon nghẻ đấy. Chú Sính này lúc bình thường thì Hoàng Nghị cảm giác rất ok. Mà đôi lúc là do sức khỏe yếu mà nó ảnh hưởng thần kinh nên là đôi lúc là nó bị ngất mới này, nó kiểu nó hay nó có vấn đề về đầu óc thần kinh. Đấy. Rất là thương. Rất thiệt thòi rồi. Yếu thế, bây giờ là người yếu thế trong xã hội. Như Hoàng Hiền nói đấy, lực bất tòng tâm đấy, muốn làm nhưng mà không làm được đấy. Chú rửa vài nước cho sạch, sạch sẽ giếng khơi. Giếng này cũng chỉ là rửa các thứ ăn xin nước nhà bên thì nó cũng bị ô nhiễm. Đấy, nhìn ảnh chú Sính ngày xưa trẻ đẹp trai ấy nhỉ. Đẹp trai to cao. Chú lấy vợ năm bao tuổi? 30 tuổi à? Tròn 30 tuổi. Ai nhỉ? Kẻ năng phết nhỉ. Hả? Không phải, nó còn đi bộ đội về xong rồi. À, đi bộ đội về nữa cả? Đi 3 năm mà. 3 năm á? 96, 99 rồi. À 99 về xong rồi đi làm thuê làm mướn làm năm kinh tế. Ừ. Năm 2005 mới lấy vợ. À thế được lấy được 10 năm. Đến 2015 thì vợ ra đi. Đấy, tìm đường tài nạn về quê. Rút áo ra đi. Nhiều lúc nghĩ tủi nhỉ. Quá tủi thật. Vất vả. Thịt này. Đó. Ngon chưa? Đấy, em cho luôn rau ấy, ok đấy. Sao chú lại thu vào? Để bỏ ra ngoài cho nó nắng. Ra ngoài nắng hơn à? Không có mây đâu rác à? Không có. Úi dồi. Bóc phải răng muối. Ok. Ai cho em mũ này? Đây là cô phải đi du lịch về cho à? Đi du lịch về cho. Thấy chữ tua. Đội vào cho nó đỡ nắng. Đúng rồi. Vì chú yêu chú đội mũ vào. Vì đầu mình yếu rồi nó nắng và nó lại ấy hiểu không? Ảnh hưởng. Rất thương các bạn. Thương quá. Khổ. Vâng. Đi bộ. 5 giờ dậy đi bộ à? Đi bộ cả đi cả về. Hôm nào không mưa thì đi được hơn 1 cây số. Vừa đi vừa nhặt ve chai. Vừa tập thể dục. Vừa tập thể dục thì cho nó chân nó khỏe. Vâng. Gặp chai nọ nhặt luôn. Dạ. Lấy cho nhìn chú với cái chai ngoài cái chỗ thấy thương chú quá. Sâu quá không túm được à? Sợ ngã hàng đấy. Sợ ngã hàng đấy à? Gầy hậy 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 thương quá. Quá thật vất vả. Chú Sính chú thích ăn thịt luộc. Làm chú món thịt luộc. Chú ăn không hết thì tí nữa chú cho rang lại tối chú ăn.
Thịt chân giò cho chú ăn, chân giò. Béo ngậy, ngon. Rào cùn quá nhỉ. Rào quá cùn. Gì gì. Đũa xem rau. Ít rau đay, rau mùi tươi. Ngon lắm, mỡ lắm. Quê hương là trùm cái ngọt chín. Xin mời các bác nhé, ăn bữa cơm với lại chú Sinh và em Thành. Ăn cơm với chú. Vâng. Mời các bác ăn cơm đi. Vâng, vâng. Mời các bác ăn cơm nhé. Vâng, ăn đi, Thành ăn đi. Xem đi. Ăn đi, gắp thịt ăn đi. Chén chén đi. Vâng. Cháu Sang là chú vui không? Hả? Có gì. Ừ. Vui nhiều hay vui ít? Phấn khởi. Phấn khởi à? Vui nhiều không? Vui nhiều. Vui nhiều à? Cháu không sang là chắc chả có ai làm bạn với chú đâu nhỉ? Đúng rồi. Cứ một mình nổi thủi ấy. Cứ nổi thủi đi nhặt phế liệu không chưa về. Nó biết nấu cơm ăn. Mỗi mình? Mỗi mình. Chả có ai nhỉ? Tối thế. Thế thôi. Không ai bầu bạn tâm sự. Không, không. Một hình một bóng. Mỗi mình nhỉ, đúng không? Ờ. Buồn nhỉ, cuộc sống tệ nhạt nhỉ. Nội thủ rồi. Đứa cháu nó cho cái điện thoại gọi là mắc sen, thì tối mở radio thì nghe thời sự. Nghe radio gì? Nghe radio 9 giờ thì đi ngủ. Có người làm bạn đấy thì. Đấy. À. Đấy thì không buồn lắm. Ừ. Ok ok. Chú về có tivi thì biết mở xem không? Có. Mở được cái gì? À rồi, ok. Cái tháng trước khi bà chị dâu con ông bác bà cho cái đài này, nó ông ban đây này. Ừ. Kiểu sạc pin vừa cắm vào ngang nhưng mà hôm ấy để trên này là trên bàn cao rồi, chuột nó chạy rơi hỏng, đi sửa nó mà không sửa được đâu. Vỡ mất rồi. Vỡ. À. Hỏng mất rồi. Hỏng. Ừ. Cái này có tivi là xem được cái gì? Xem được. À. Chú Xính là chỉ cần cái tivi 32 inch. Để bé thôi. Me me thôi. 32 là ok rồi. Như nhà ông Đông Tí Hon ấy. Đấy. À, đời mới. Có kết nối internet. Ở đây bắt được wifi nhà nào? Nhà bên này có wifi không? Có. Bắt được không? Bắt được. Bắt được à? Giờ người ta câu sơn rồi. À, anh em đúng không? Anh em đấy, đấy cháu. À ừ đấy. Nếu mà có tivi là. Ừ, nhờ xem được. Một cái chiếc tivi 32 inch giờ nó cũng rơi khoảng độ hơn 3 triệu. Tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Đấy, 4 triệu quay đầu. À, một chiếc tivi đẹp 32 inch. Đời mới. Có cái nối internet. Các bác nào xem các bác giúp được cho chú Xính cái tivi thì tốt. Chú ấy có người bầu bạn. Đấy, tối mở lên xem nha, nó đỡ buồn. À. Có xem thời sự, xem thời tiết, bắt được mạng xem chút phim, nó cũng đỡ buồn, mở mang đầu óc nữa, nhanh nhẹn hơn. Chứ bây giờ thì chú Xính thì bây giờ thì các bác có thể hình dung ra cuộc sống luôn. Sáng thì ngủ dậy thì là đánh răng rửa mặt, hôm nào có gì ăn thì là có, không thì đi nhặt ve chai luôn, mãi trưa mới về. Bán được một ít, bán được mấy nghìn, chắc là 5-6 nghìn, không nào nhiều, không thì được 1-2 nghìn, 3 nghìn, thế thôi. Hôm nào nhặt được nhiều thì được 2 gói mì tôm. Đấy, 2 gói mì tôm, về ăn xong rồi lại ngủ, chiều nhặt tiếp, tối thì ăn xong rồi có hôm nhịn đói, đầy hôm nhịn đói luôn, chắc chắn các bác là lúc Hoàng Hiền chưa đến, nhiều hôm nhịn đói. Ngủ xong thì là, có ngủ sớm ấy nhờ, chả có bầu bạn, chả ai nói chuyện trò gì. Tiếp lò sớm
xong thì lại cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, chưa tính những cái ngày mà ốm đau. Đấy. Rất là vất. Ốm đau thì chả biết là chia sẻ với ai. Bố mẹ thì mất hết rồi các bạn. Đấy. Chú Sính này với thằng Thành này thì giống nhau. Đồng cảm là bố mẹ mất hết. Nên là không trông cậy vào ai được. Mỗi người một hoàn cảnh. Thành này cũng khổ. Chú Sính này cũng khổ. Thành nó được hơn một cái, nó có vợ để tâm sự. Đấy. Nhưng mà cái quãng thời gian đấy thì chú Sính cũng trải qua rồi. Nhưng mà không may, đâm cơm ăn đi. Ăn đi, canh à? Ờ, chân canh. Không may thì vợ tai nạn thì vợ đi như thế, khổ. Thành thì cũng chưa biết nói trước điều gì. Nói chung là số phận thì mỗi người cũng chả biết trước được hết nhỉ. Đúng không? Như trước đây làm gì chú nghĩ có cái ngày này đúng không? Đúng không? Không mà nghĩ là mình có cái ngày này. À. Hay đúng không ai mong muốn cái điều này đến với mình. Đúng rồi. Chả may. Nhưng mà có nghĩa là mình không may là mình bị tai nạn thì cái đấy là đương nhiên, nhưng mà có nghĩa là vợ con ấy, thực sự là chả mà mình nghĩ là có ngày này đúng không? Đúng rồi. Mà nghĩ vợ như thế, vợ lại đi như thế. Nó khổ. Ngày xưa mới lấy nhau sinh con đẻ cái thì làm ăn đầu tắt mặt tối vợ chồng là làm để nuôi con. Đến lúc lớn lên thì trưởng con nó cũng trưởng thành, gọi chưa được trưởng thành nhưng nó cũng lớn rồi. À. Không may tai nạn cái thế là gặp sách ra đi. Cô ấy vứt áo ra đi. Chú tội đúng không? À. Chú có giận không? Chả làm gì được. Nhưng có giận không? Giận thì mà làm nào được. Vẫn rất giận đúng không? Phải chấp nhận mà. Thế bây giờ cô ấy quay lại chú có chấp nhận không? À. Không chấp nhận đâu gì. Đã đi rồi mà. Con người ta đã bước chân ra đi không còn cái gì nữa bây giờ. Chú vẫn bảo. Nhiều lúc thì chú nói chú bảo tình cảm nó quan trọng. Tiền bạc thì nay không có, ngày mai kia có sức khỏe hắn làm ra có. Ờ. Đấy, chứ còn cái tình cảm đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Ờ. Đấy, thôi. Rồi. Bây giờ gọi là chấm hết rồi. Ừ. Anh đã dứt đi như thế là bao nhiêu năm nay là đúng là cũng chả còn cái gì nữa. Nghĩa cũng chả còn mà tình cũng chả còn. 2009. Vâng. Thế chú. Vâng. Đây em ít hết. Ông cơm. 2009 bắt đầu ra đi. Vâng. 2009 á? 2009 nó bỏ nó đi. Rồi chú 20 năm mà. Nó lên trên quê ngoại xong rồi nó lại về. À có 2009 bỏ đi một lần rồi. Ừ, à rồi rồi. Mấy tháng xong nó lại về. Ừ. Về thì dưới này trong 2015 thì cũng bị tai nạn cái thì nó đi hẳn luôn. Không còn lý do gì ở lại đúng không? À. Anh ăn đi em. Thôi. À. Chú anh cắt thịt anh. Ăn đi. Chú ăn đi, chú phải ăn mạnh nhé để khỏe đấy. Tự gắp nhá. À. Đấy, chú cứ chén đi, thịt ăn mạnh nhé. Rất là thương chú Sính. Dính cái cơm ở dưới đấy đúng không? Các bạn đi gắp thịt ăn đi chú Sính. Ăn đi. Ăn xong thì tí nữa chú đảo cho rang nhé. Rang để tối mà ăn nhá. Ừ. Cháu cũng mua ít thì cháu chẳng mua nhiều. Ừ. Biết chú không có tủ lạnh. Chú Sính nếu bình thường, sức bình thường thanh niên mà đi làm chú Sính ăn phải 5 bát cơm. Rồi. Đúng không? Người to. Ngày xưa đi làm là ăn khỏe. Vâng. Nhất thổ mộc đào đường điện. Ừ. 5-6-7 bát thì đào đường điện đấy gì? Đào cột điện. Cái nó ọp bụng, đào nó thoát bụng, đói nhanh, mất sức nhiều. Không ăn thì không đào nổi. Lúc ấy là 65 cân. À. Giờ chắc chú chỉ được 55 cân. Bây giờ 53 cân. 53 cân à? Tai nạn là 53 cân. Vâng. Cuộc sống mổ, buồn. Mổ mất máu nhiều mới hay ấy. Nhưng mà cảnh điều kiện mổ về mình không có điều kiện để Bồi bổ. Rồi. Bố mẹ thì mất hết, vợ thì đi. Chả có ai chăm đúng không? Có anh em thỉnh thoảng chạy qua đúng không? Mà cũng không để như bố mẹ mới lại những người thân thiết
vợ con của mình được. Anh em bây giờ người ta nhất cái gia đình với vợ con rồi. Đúng rồi. Ai người ta cũng có cuộc sống người ta. Đúng. Cũng khổ. Rồi, bây giờ thì Hoàng Hiền cũng xin phép các bác là kết thúc cái video này đây nhá. Chú ăn bát nữa đi. Thôi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hả? Sáng ăn bát mì. À, mì rồi đi. Đấy, cũng xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin được kính chúc các bác theo dõi video của Hoàng Hiền có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Đấy, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Đấy, các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác hãy like, các bác like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ Hoàng Hiền, cũng như là bình luận những cái ý kiến đóng góp của các bác, những cái lời động viên cho những bà con của Hoàng Hiền cũng như Hoàng Hiền trên các video của các bác nhé. Hoàng Hiền xin chào các bác.